nay không biết gì lý do gì mà từ ngã tư Thủ Đức trở đi nó kẹt xe kinh khủng luôn. Kẹt cứ ngắt. Từ nãy giờ mình phải lắp lại các thứ. Bây giờ mình đi kiếm chỗ đổ xăng. Rồi lên Suối Tiên tập trung. Điểm hẹn là ở đó. Chờ hôm nay đi nó ồn ào mà nó đông đúc quá. Này đổ đây giùm em. Tiền xăng đúng không ta? Xe này sao tốn tiền xăng dữ vậy? Đội hình đi hôm nay có anh Trung Tình, anh Phong với lại anh Vinh. Hôm nay cái vụ gì á mà nó kẹt xe khúc Thủ Đức quá trời luôn. Xe hơi không? Nó kẹt quá trời. Hồi nãy anh tấp vô đổ xăng. Em mới nói trong này, em nói là ủa không biết anh Phong đi tới đâu rồi. Quay qua thấy. Nãy anh Trung nó gọi. 50 phút rồi đó. Cũng sắp tới rồi. Lâu lâu chạy xe này thấy công tử ghê, chạy đã lắm. Chứ mình lết nó đi xa đi mọi người. Nó êm ái, nó kiểu nó công tử, nó không có hỗn hào như mấy xe kia. Giống như cái quay thôi chứ vậy. Đúng rồi. Cái bô này không phải là bô của rim gốc. Bô nó bị lai lai rồi, chứ mà bô đúng rim á nó. Hả? Không biết, nhưng mà ý là xe này là xe nhà em mua lại lâu rồi. Chứ nếu mà bô zin của nó là nó trầm nghe đã lắm. Hôm qua có nghe được một chiếc Dream zin nó có cái bô đã. Ai 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 ai, hết sợ. Có một chuyện hết sức ghê gớm mới xảy ra. Mình mới đi ngang qua một chốt công an. Thì tất cả những xe đi chung với mình đều bị quắt vô hết. Cái mình cũng không còn đường chạy luôn, cái mình cũng cũng lạng vô luôn. Có gì đâu sợ, thì cái chú công an nó mới lại chỉ riêng xe mình, nó thôi thôi đi 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 đi. Biết sao không? Tại vì cái này nè. Mình đi ngang qua, mình quay lại mình giờ anh Phong á thì xe ổng bị quắt vô rồi. Alo, đang bị công an dịnh hả? Rồi sao rồi? Đang đòi đọc giấy tờ nè. Kiểm tra hành chính rồi hay sao, hay có lỗi gì không? Không, kêu là vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ. Đúng rồi, nhưng mà về đèn đỏ đâu ta, còn 3 giây đèn vàng mà. Chết mẹ không, rồi giờ sao? Em đang đợi xử lý nè. Rồi rồi, em đang đứng chờ ở trên đó nha. Rồi rồi. Hôm nay mình đi tour Vũng Tàu 2021 đầu tiên bằng một chiếc xe khác như thường lệ. Đây là chiếc xe Dream. Dream 2 nè. Đó. Để đi vòng cho bạn coi. Chưa? Dream này hồi đó bạn nào mà có theo dõi mình thì biết đây là cái xe mình gắn bó nguyên một thời cấp 3. Xong sau đó không có đi học bằng xe Dream này nữa thì mẹ mình lấy để mà đi chợ. Mẹ mình thồ một đống hàng bằng cái xe này. Rồi cũng không có chăm kỹ máy. Nói chung là máy móc nó cũng còn êm. Nhưng mà những cái chi tiết này thì nó đã xuống màu rồi, nó chày tróc rồi các thứ rồi. Cổ bô nè. Máy móc thì xuống màu hết. Nhớt thì cũng thay bình thường. Nhưng mà sơn thì tà le hết rồi. Tem tróc. Đây cũng là cái chiếc xe mà mình tập xe nè. Tập xe bằng cái con này. Rồi em mình tập xe cũng bằng cái này. Đây là những cái dấu tích nè, té nè, va đập mớp méo nè. Rồi cái kiến này cũng đã bể mấy lần.
thay kiến kiến lô vô á. Cái kiến này nó không có thấy được gì ngoài sao hết, nó xóa phong gọi là kiến xóa phong á, viên hết. Đồng hồ này, đồng hồ bị thợ nó tua rồi nè. Hồi đó mình dặn hăng quá đứt cái kim này, đứt cái kim luôn. Thì nói chung là cảm giác lâu lâu chạy lại chiếc xe này cũng vui, cũng êm. Đây anh Trung Tình đây. Bị công an hốt phải không? Ủa mà sao bị hốt vậy? Cái chốt đó. Hả? Chạy quá tốc độ hả? Quá tốc độ đâu, chạy chậm rì hả? À, cái sở thích quay phim của tôi nó cũng có ít lắm chứ bộ à. Sao sao tình cảm không? Tình cảm. Tình cảm lắm hả? Mẹ trong đó có hai chồng á. Giờ tình cảm rồi mà. Đó. Hồi nãy á, trước khi đi là mình còn định gắn một cái thằng SD-cam ở đây nữa nè. Mà tại vì SD-cam của mình, cái len của mình á, bị sỏi văng vô nhiều quá, nó mờ rồi. Mà ổng cũng quắt mình vô nữa, rồi cái ông thứ hai á, ổng mới nói là thôi xe này đi đi, xe này đi 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 đi. Thì đi mình gật đầu cảm ơn đi thôi. Chứ vậy vừa đó người ta đổi ý rồi đó. Tết tới rồi. Mấy anh mấy chú cũng ra quân kiếm bánh chưng chứ. Đây là một cái tour leo núi. Thay vì năm ngoái mình đi núi Chứa Chang thì núi Chứa Chang nó hơi mệt, nó hơi tốn công chút xíu. Còn năm nay mình đi núi Vinh. Đây núi Vinh thì nó nhẹ nhàng hơn. Trên đường đi nếu mà có cái gì hay, gì vui mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Chuyến đi này mình nghĩ là hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị. Hồi nãy ở ngã tư Thủ Đức gạt dài, gạt xe quá trời xe. Rồi một thành viên trong đoàn bị công an hốt là đã thấy vui đó. Hôm nay mình hành lý cũng gọn nhẹ, mang theo một bộ đồ, bộ đồ trên người mình mặc nè, với lại một bộ đồ nữa là hai bộ, một cái lều, một vài cái dụng cụ quay phim lên ta linh tinh, khẩu trang, đèn pin, với lại cái chai nước rửa tay, hết rồi đó. Tại vì chỉ có con trai đi thôi. Như thế nào đó thì xe này nó có bị lốp không, nước có bị dơ, bị đục, bị lỏng hay chưa, rồi cái dĩa thắng này còn xài được bao nhiêu phần trăm, có thắng còn không, cái thứ đó. Nói chung là tự nhiên bây giờ trong đầu mình khi mà mình đi đâu xa nó có nhiều cái mà mình lo đó. Mà ngày trước mình không quan tâm, tới leo lên, đặt cái đít lên, đề máy là đi thôi. Nó thậm chí trong túi có mấy chục ngàn thôi, 20-30 ngàn cũng đi nữa. Đổ xăng 20 ngàn, 10 ngàn kia uống nước đó cũng đi. Trời ơi. Thôi chạy không được rồi, dừng. Nó cộng bên kia công an. Đôi khi á thấy
sống này nó không cho mình cái gì hết. Nó đúng như như, như kiểu Đen Vâu nói luôn, cuộc sống này nó vận hành theo cái cách con gì ta xuống, nó không làm thỏa mãn của người ta. Thật sự mà nó là vậy, nó không có làm thỏa mãn cho người ta. Khi mà mình còn nhỏ ha, ai cũng vậy, đi học á thì than học mệt quá, kiểm tra nhiều quá, thèm ngủ quá, thèm đi chơi quá, không muốn học, muốn lớn thì nhanh lên đi làm có tiền đi chơi, không có phải mà bị thầy cô la, bị chửi, bị thức khuya làm bài tập. Đã chuyên khoa nè bác. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi á thì lại muốn nhỏ lại, lại muốn quay trở lại thời đi học. Tại vì đi làm nó cũng có cái mệt của đi làm, nó mệt hơn đi học nhiều. Mặc dù bây giờ mình lấy cái đó ra mình nói cho mấy đứa nhỏ thì nó không tin. Nhưng mà rõ ràng là đi làm nó cũng mệt, nó rất là mệt. Nó ràng buộc nhiều thứ mà đôi khi mình tìm thời gian để mà mình nghỉ ngơi không có. Mình nó cuốn mình vô một cái vòng xoáy. Ba má cái đường đèo rất là lớn vậy nữa. Bởi vì ta nói này ta đăng ký đúng đi bộ. Tao gọn nhưng mà tí ra tao xách nhiều hết nhất. Sau khi đi thẳng một hồi chúng ta sẽ gặp một cái ngã ba đường. Mình gặp lại nhau. Câu hỏi cũ, anh hỏi em ngay nào. Quay phải nha. Mệt quá. Cái sự mệt mỏi khiến cho chúng ta lười quay phim. Giống như đi chứa trang có quay nổi đâu. A few moments later. Mình nhường cho anh ta buổi chiều đi, sáng mai mình chiếm. Không, sáng mai người ta không chiếm à. Đất nước nào quên rồi, Hồi giáo. Đây là trái ốc chó, ăn ốc chó uống cà phê. Do Thái đó, họ cho ăn ốc chó là từ khi mà người vợ mang bầu á tới khi sinh luôn đó. Anh Phong nói mình mai mốt này muốn có con là ăn muốn ốc có chó. Con thông minh. Muốn có con thông minh ăn trái ốc chó. Ủa, sao nghe nó cũng mâu thuẫn. Có con thông minh ăn trái ốc chó. Mùi bén quá anh em ơi. Mà ngồi này uống cà phê. Ý là nấu mì á hả? Ừ. Rồi mai là lấy cái nồi đó chứ rửa sao nấu. Anh làm gì anh làm mà em ngủ là em ngủ được hết luôn. Ừ. Đi bao nhiêu chuyến rồi em. Chỉ sợ là tiếng động trong đêm thôi. Em ngủ banh càng luôn cái đợt mình đi Hồ Chí An vậy. Ông nào nói gì khó ngủ vậy em ngồi. Ông Đức ổng nằm thức sớm. Đi 4 ngày không có kịp, đi 4 ngày mà mình tự đi xe máy. Có nghĩa là phải quay lại để mà lấy xe nữa. Vâng. Là kêu má kêu này đéo kịp đâu. Ráng đi băng được nửa rừng thôi không kịp giờ rồi quay về mà không có đủ nước để mà đi đúng rồi chặn nữa không đủ có nghĩa không là đủ. Tới đó đáng lẽ phải có nước suối mình lấy mình đi mà hết nước. Đêm đã buông đèn đã lên rồi anh em.
những cái lúc như thế này là những lúc mà cần cái bản năng sinh tồn nhất. Cho mình leo lên cái xe là mình không sợ gì hết. Nhưng mà khi mà mình xuống xe rồi thì những cái như thế này nè, nó đòi hỏi nhiều thứ. Ồ, ghê vậy, triết lý kinh khủng vậy. Có sau đây. Mình thầy có khách. Này, vậy nãy em thấy cái bắp kia đẹp, anh không lấy, em lấy cái này. Vậy là mai mốt mình đi chợ mình cứ kiếm cái đồ mà sau nó ăn là mình ăn đúng không? Á, tao có nguyên nhân, tao đâu có điên dữ vậy đâu mày. Ủa sao cái đồ sống quỷ yêu này mà lấy cái kia đẹp đẽ không chịu lấy. Ờ, trong một đống bự tao lựa cái bắp nào mà xấu nhất tao lụm. Vậy là tao nguyên tắc tao vậy á. Có cái chuyên môn hết. Nè có sâu nè, nè, trứng sâu đây. Đâu. Nè mày thấy không nè, đây à, đó. À, ghê vậy ta. Nó rõ ràng là như thế. Vậy là phải kiếm đồ sau ăn. Giới thiệu với mọi người, đây là cái đèn pin mình đã xu của ba mình. Đó, chiếu sao? Đó, sao quá trời. Đèn của em chiếu được một vì sao, vậy sao vậy biết không? Sao liên. Nãy giờ cái đống này ở trước mặt mà quên cập nhật cho anh em nha. Rồi để coi nè. Cà phê Hòa Tan, cà phê đen. King Coffee. Mì lẩu thái tôm. Chả lụa mua 2 tặng 1. Ủa chả lụa gì thấy ghét rồi, sao không mua chả lụa cay luôn ăn cho nó sướng. Ủa này là gì đây? Sữa đặc hả? Và mì gói thêm nè. Cái từ từ nó sẽ lạnh. Này là khăn giấy. Này khăn giấy. Còn gì nữa không ta? Mì. Mì không à. Này là khi mà con trai đi cắm trại nè mọi người. Đây là đang luộc bắp cải nè. Không biết là một người bao nhiêu trứng, cứ ai lột mà nhiều nhất là ăn nhiều nhất. Không. Mình lấy cái ly trứng luôn. Mình xanh mấy chai á. Đù vậy luôn á. Ai nói là đi lên núi là ăn khổ đâu mọi người. Mì mì ly kiểu gì không thấy mì luôn mọi người. Má toàn topping không à. Đây là bắp cải đang hấp nè. Dốc xuống. Ừ. Chết mày. Cái con này nó xịt đi đâu? Đó, giờ trong cái khó mình mới ló được cái ngu ở lòng cái khôn nè. Được chưa? Lần đầu mới được ăn khoai nướng á, chụp lại khúc đó luôn Mẫn. Hả? Chụp lại nó vàng ươm luôn á. À vô nha. Trời lạnh quá, mình phải đeo cái khăn này với lại đội nón. Bây giờ ăn trong lúc mà chờ nước sôi đổ thêm vô cho mì thì mình ăn khoai lùi nè. Hơi bị ngon luôn á. Khoai vàng luôn hả? Vàng ươm luôn. Tối nay bắn pháo bông. Tối nay nghe tự nhiên cái pụp. Nó nhiều. Ăn mặn dữ không? Ăn vừa ha. Em đi có cơ hội uống nước. Nặng quá nó cũng không tốt. Ăn bữa ăn. Không có ớt đâu hết rồi. Phòng. Đó. Dưới đây mà đưa xuống đưa tui là xuống không kịp đâu nha. Hình như ở thành phố không có ăn cái này được. Phải đi hành xác vậy ăn mới thấy ngon. Đây là chuyến cuối trước khi đón Tết. Tết Tân Sửu, Tết Kẻ Châu. Mình vô lều. Sáng mai dậy sớm đó bình minh. Many unbearable hours later. 4 giờ là dậy hết rồi. Ngủ không nổi nữa. Qua ngủ sớm 10 giờ ngủ rồi. Có 9 giờ 45, 9 rưỡi ngủ rồi. Good boy. Đang nấu cà phê thêm nước vô đi. Cái này nhìn ngon quá ta. Rồi được. Mình không có gì để khuấy nè. Rồi cái cây khuấy đại. Ngoài trời đẹp lắm á, nhưng mà không có thấy đường được. Không có thấy được. Hôm qua chúng ta đã quá ham ăn, bao nhiêu topping thồn hết nè. Bây giờ vừa ăn chay vậy đó. Giấy đâu rồi ta, để nó không đem đi rồi nha. Chắc vậy là cái đi nặng là có khăn giấy chứ. Ê, ổng cũng đem luôn.
Đó, má chắc lấy đá lấy lá rồi. Hồi hơi ngứa. Lấy lá cũng lấy được. Lấy lá chè. Sợ lấy tay. Vô họ cách ly. Anh Phong mấy vụ này chuyên nghiệp lắm. Sau khi ăn sáng, uống cà phê và ngắm cảnh xong, thì nhóm tụi mình đã quyết định hạ trại và theo chân hai bạn cắm trại chung ngày hôm qua để đi tham quan suối Tiên trước khi về lại Sài Gòn. Đường xuống núi vô cùng dễ dàng, khác biệt hoàn toàn so với khi lúc lên núi. Thời tiết ngày hôm nay vô cùng mát mẻ nên chuyện đi lại ở trong rừng là vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, vẫn mỏi chân như thường. Ok không? Ok không? Ok 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 không? Ok 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 chạy luôn, đường này đi đâu, đường này đi đâu luôn. Chỉ lại hay. Đường này mình qua chùa Phật Quang á, chùa này thì tương chay mình tới dưới này. Ngày nào cũng có cơm trái hả? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng có cơm trái. Chán thiệt á, mới ăn sáng xong luôn á. Ở dưới này có một tượng Phật lớn nhất mà điểm tàu hay lớn nhất khu vực này hay sao á, cũng nhớ quên rồi. Nhưng mà có tượng Phật. Trời lương nha em. Trời lương nha. Rồi đọc số điện thoại đi anh, đọc số điện thoại anh. Hôm nay đi xuống suối Tiên. Hôm nay đi xuống suối Đá cũng được. Qua này thì đi gặp mấy nhà tư rất nhiều đường đi. Giới thiệu với anh em đây là bạn tên là em tên Thành. Số điện thoại là số 4 4 9 6 3 5 1. Đứng cột đèn số mấy? Đứng cột đèn số 19. Anh em nào có nhu cầu muốn bạn dẫn đi qua đêm thì alo bạn. Sao tới? Một cái chùa, giờ tắp vô uống nước. Dạ, tôi có ở trên tỉnh Long An xuống. Dạ. Dạ, đúng rồi ạ. Con bé này vừa nít ghê. À, lê kỳ ma rồi mà, cây lê kỳ ma rồi mà. Đúng rồi, em đang thắc mắc cái cây vàng vàng là cây gì? Cây lê kỳ ma. Cây vàng vàng đó đúng không? Ừ. Thì nó đó. Mùa hoa lê kỳ ma nữa. Ăn người ăn chỉ nửa trái là không? Ăn thêm ớn. Ngán. Thơm là nhỏ hơn, còn cái dưới nó to hơn. Cái mắt cái gai nó nữa. Cung họ nhà thơm. Họ nhà trái có mắt. Ok, họ nhà trái có mắt. Chăng. Con chăng bự và bá lửa luôn mà. Con chăng nó chỉ có không kịp mà, cho nó miếng đi mà. Nó xiết là nó cầm được. Nó xiết nó ốm thử coi mình bao nhiêu. Không. Sao nó sẽ nhịn đói cho phù hợp kích cỡ của mình. Thế nó mới đúng. Nó lựa anh không. Rã xương rồi. Trời, hôm qua xài qua giờ xài cái này mà thấy toàn bỏ mất mấy cảnh quý giá mà. Cảnh anh Phong bị công an bắt là thấy là quay không được rồi nè. Rồi nó cho em đi cũng quay không được. Đâu nữa. Rồi con chăn nãy cũng quay không được. Má thiệt chán, nghiệp dư quá. Sắm cái GoPro làm quỷ gì. Còn chúng tôi đã tới một cái suối. Hãy leo lên kia chụp. Cũng còn gọi là có nước. Con đường vòng lại vào dưới xe rất là xa. Mình tắp vô nước mía nè. Hỏi ổng bao rồi. Có nhiêu đâu mà lấy. Ông này ổng giàu lắm. Ai mà thích đi leo núi mà gọi là sao ta, không có đủ sức khỏe để mà chinh phục Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh hoặc là núi Chứa Chan, núi Gia Rây thì có thể đi núi Vinh ở Vũng Tàu, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì ngày hôm qua mình đi một mình đang mang đi cái tốc độ riêng của mình thì nó nhanh, tới trước mấy anh 45 phút. Mấy anh thì một anh trong đoàn nó bị bể bánh xe, nó thay những cái lốp. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình trong số hàng trăm những video khác. Hãy nhấn đăng ký kênh để cùng theo dõi những chuyến phiêu lưu sắp tới của mình nhé.